tại sao lúc nào không cháy? Cháy ngay cái lúc mà tôi đòi rút vốn lại cháy liền hả? Trâm muốn làm sao thì mới tin tôi đây. Thì check camera đi. Tôi cũng biết điều đó, nhưng mà camera của xưởng hư mấy ngày trước khi vụ cháy xảy ra rồi. Đây nè, nhà của chị Hòa ngay trước cửa có gắn camera ở phía trước. Nếu như mà tối đó hả, có ai tới xưởng, khi ra về chắc chắn sẽ phải đi ngang qua nhà chị. Nè, thể nhớ camera bên nhà tôi nè. Đó. Được rồi, bây giờ rõ ràng rồi. Không tin tôi á, cứ vào văn phòng check camera đi. Honey, anh gọi em có chuyện gì dở? Thôi, để sáng mai đi. Chứ bây giờ tình yêu của tôi đang chuẩn bị cầu hôn tôi. Tôi phải tới liền. Sáng mai phải có mặt tất cả mọi người cùng check với tôi để ra mọi chuyện. Chị Hoa, cho em mượn cái thẻ nhớ này, em để trong văn phòng. Mai cổ với em vô rồi cùng coi. Coi xong em trả chị nha. Đây rồi. Alo. Ủa, sao mọi người tới đây vậy? Thì ra là mày. Thì ra ông là người đốt kho. Mày nói đi, tại sao mày đốt cái kho này? Mày nói cái gì vậy? Tao đốt kho hồi nào? Chứ tại sao đêm hôm khuya khoắt anh lén lúc đến đây để lấy cái thẻ nhớ này làm gì? Đây thật ra chỉ là cái bẫy của anh Nghĩa, dụ kẻ đốt kho lộ mặt thôi. Thực tế là không hề có camera nào ở nhà chị Hòa. Tình ta đã cho trao người, ngọt ngào chua xót thương đời.